báo Iran và các cổ động viên Iran đã phân tích những gì trước sự thắng lợi liên tiếp của Việt Nam trước hai đối thủ nặng ký cùng bảng là Australia và Qatar. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé! Các bạn thân mến, ngay sau khi Việt Nam đánh bại Qatar với tỷ số 2-1, thì truyền thông Iran đã có những bài viết phân tích về chiến thắng của Việt Nam và khả năng đi tiếp của cả hai đội U20 Việt Nam và U20 Iran. Phần cuối video sẽ là phần bình luận của cổ động viên Iran. Vì vậy, các bạn hãy xem đến cuối video này nhé! Trên tờ báo Kabadan có một bài viết với tiêu đề Khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Việt Nam trước sự trỗi dậy của giới trẻ Iran. Theo Sport 3, lần đầu tiên trong lịch sử 64 năm giải U20 châu Á, Việt Nam thắng cả hai trận đầu tiên trước Australia và Qatar. Việt Nam đã 9 lần vượt qua vòng loại U20 châu Á, trước đây gọi là các giải trẻ hoặc U19. Trong 8 lần trước đó, lần khởi đầu tốt nhất của Việt Nam là một trận thắng và một trận hòa vào năm 2016 dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tính cả giai đoạn trước năm 1975, Việt Nam tham dự giải 11 lần nhưng chưa từng thắng hai trận đầu tiên. Thành tích tốt nhất của đội bóng này trong lịch sử 64 năm của giải đấu là vào năm 2016 và họ lọt vào vòng bán kết. Thành tích này cũng giúp Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup. Với những cầu thủ như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, hoàn cảnh của Việt Nam hiện tại khá giống với năm 2016, cũng ở bảng B với hai đại diện Tây Á và một đội Đông Á. Ở cả hai giải đấu, Việt Nam đều có cơ hội tự quyết định số phận của mình. 7 năm trước, Hoàng Anh Tuấn dừng bước ở Emirates ở trận cuối vòng bảng và loại trình đối thủ này nếu lặp lại kết quả tương tự trước Iran và có khả năng Iran bị loại. Ở hai trận đầu tiên của vòng chung kết U20 châu Á 2023, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đều ghi bàn cho trận Australia và Qatar. Việt Nam thắng trận mở màn 1-0 và cần bàn thắng muộn của Nguyễn Văn Trường để đánh bại Qatar 2-1 ở trận tiếp theo. Cũng trên tờ báo này, một bài viết khác có tiêu đề như sau. Sự vượt trội của Việt Nam ở phút 90 khiến Iran gặp nhiều khó khăn. Theo bài báo viết, theo đoàn thể thao của hãng thông tấn Sada và Sima, tiếp nối các trận đấu của nhóm 2 giải U20 châu Á, các đội tuyển Việt Nam và Qatar, hai đội nằm ở nhóm 2 cùng với Iran và Australia, gặp nhau tại sân vận động Pergana. Chung cuộc, trận đấu này khép lại với chiến thắng 2-1 của Việt Nam. Nguyễn Quốc Việt ghi bàn ở phút thứ 45+2 và Nguyễn Văn Trường ghi bàn ở phút thứ 90 cho Việt Nam và Ahmed Onrawi ghi bàn penalty phút thứ 84 cho Qatar. Với trận thắng này, đội bóng Đông Nam Á có được 6 điểm hơn Australia và Iran 3 điểm và là đội đầu bảng. Qatar không có điểm và đứng cuối bảng. Các học trò của Samad Mafawi sẽ khẳng định suất thăng hạng của mình nếu giành chiến thắng trước Việt Nam ở lượt trận cuối. Nếu không, với một kết quả hòa trận đó, họ phải chờ trận thua của Australia trước Qatar. Tiếp theo bài báo này có một phần 2 với tiêu đề như sau. Điều tra khả năng trỗi dậy của giới trẻ Iran so với Việt Nam, liệu có nút thắt nào không? Theo ghi nhận của phóng viên, đội tuyển trẻ Iran đã thất bại 2-3 trước Australia và giữ nguyên 3 điểm, nên do Việt Nam đã thắng Qatar 2-1 nên nhiệm vụ của các đội thăng hạng được kéo dài đến cuối cùng. Qatar là đội duy nhất có nhiệm vụ rõ ràng trước lượt trận cuối. Dù được đầu tư rất nhiều và công hiến thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng đoàn xe của đội sẽ phải khăn gói ra về Doha. Tuy nhiên, 3 đội còn lại vẫn có cơ hội đi tiếp vào giai đoạn tiếp theo của giải đấu này. Với chiến thắng 1-0 trước Australia và 2-1 trước Qatar, Việt Nam đã có được 6 điểm, qua đó khẳng định suất thăng hạng khi chỉ có được một trận hòa trước Iran ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, nếu đánh bại được Việt Nam, các học trò của huấn luyện viên Samet Mafawi sẽ chắc chắn đi tiếp vào vòng trong. Đội tuyển quốc gia trẻ của Iran có 3 điểm sau một trận thắng và một trận thua, và họ có hiệu số bàn thắng bại bằng 0. Nếu đội bóng này đánh bại được Việt Nam, bất kể kết quả trận đấu còn lại ở bảng này giữa Australia và Qatar như thế nào, họ sẽ chắc chắn giành quyền đi tiếp. Xét theo khả năng này, số bàn thắng mà Iran ghi nhận được sẽ nhiều hơn Việt Nam và đội tuyển U20 Iran có thể lọt vào vòng sau. Nếu thắng được Qatar, Australia sẽ đi tiếp vào vòng trong với đội thắng trong cặp đấu giữa Iran và Việt Nam. Nếu Iran hòa Việt Nam và Australia hòa Qatar, sẽ không có tin học trò Mafawi đi tiếp do thua đối đầu trực tiếp mặc dù bằng điểm, và Australia sẽ thẳng tiến vào vòng trong với Việt Nam. Vậy trước những phân tích cơ hội của cả hai đội trẻ Việt Nam và Iran như vậy, thì cổ động viên Iran đã nói gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Hy vọng vào chiến thắng của lứa trẻ Iran.
khả năng hòa và bị loại rất cao, khả năng thua rất cao. Điều này sẽ càng tồi tệ hơn khi chúng tôi biết mình sẽ không thể thăng hạng trước Uzbekistan và chắc chắn sẽ bị loại. Trước đây chúng ta có lịch sử thua Việt Nam ở những trận đấu cơ bản với đội hình tốt hơn và Việt Nam lúc đó còn yếu hơn đội hình bây giờ. Đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Iran đã để thua 3-2 trước Australia, dù đã chơi tốt, sẽ phải đối đầu với Việt Nam đang có 6 điểm ở lượt trận cuối và phải đánh bại Việt Nam để giành quyền đi tiếp. Nếu đánh bại Việt Nam, Iran sẽ có 6 điểm và cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp của Việt Nam và Iran ở Bahrain năm 2016 sẽ hồi sinh. Tôi hy vọng trong tương lai, cả hai đội sẽ có cơ hội tiến tới World Cup trẻ bằng cách giành chiến thắng trong trận đấu loại trực tiếp. Người Việt Nam đã lên kế hoạch trong nhiều năm để tiến sâu vào bóng đá châu Á ở các đội cơ sở. Và không còn nghi ngờ gì nữa, đội tuyển Việt Nam năm 2017 giờ là thành viên của các đội tuyển quốc gia và chúng ta có thể thấy họ sẽ thể hiện tốt trong các giải đấu tiếp theo trong nhóm tuổi cao cấp. Khả năng bị loại rất cao vì đội của chúng ta đã chơi tốt trước đội Australia nhưng cuối cùng thì vẫn thua. Trong khi đó, Việt Nam có lối chơi mạnh mẽ và sắc bén. Các cầu thủ trẻ Việt Nam có sự kết nối mạnh mẽ và ăn ý. Đó là lý do tại sao họ đã thắng Australia, điều mà chúng ta không làm được. Mặc dù vậy, đội Iran vẫn là một đội mạnh và tôi hy vọng họ ít nhất có thể hòa và cả hai đội cùng vượt qua vòng bảng. Việc bị loại là chắc chắn vì đội trẻ Iran không được quan tâm và chưa phát triển mạnh mẽ. Đội trẻ Việt Nam rất tuyệt vời trong trận đấu với Qatar, mặc dù họ không hề có một chút lợi thế nào, nhưng họ vẫn đang làm tốt và việc đứng đầu bảng không phải là ngẫu nhiên. Bóng đá trẻ của mình có người xem không? Rõ ràng nó có người xem, chỉ là không được quan tâm nhiều như các giải của lứa tuổi lớn hơn. Vâng, đó là một vài đánh giá của cổ động viên Iran trước trận đấu với U20 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày mai. Có thể thấy cổ động viên Iran không mấy lạc quan về U20 của đội tuyển nước mình và họ đã bình luận khá tích cực về U20 Việt Nam. Hy vọng rằng cả hai đội sẽ có cơ hội vượt qua vòng bảng và cùng nhau vào tứ kết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều nội dung thú vị hơn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.